luôn, nhìn là sẽ dính nghiện liền luôn. Ta dậy tắm xong là khỏi cần thấy. Đây là bộ ba, bộ ba đang hot nhất của Thái luôn. Nếu như mà thích nữa thì mua bộ 4 nha, thích nữa thì mua bộ 4. Thông cảm nha, cái hộp này em xài hết rồi. Em không có thích trắng hả? Không thích trắng mà cô xài con body viết hồng. Cái này trắng nha, cái này là chị nào thích trắng thì xài. Cái vị thích trắng này là 52.000. Cái hộp Alpha Abutin á là 174. Cái Olay á, B3 thì là giá 288. Còn Vaseline á thì là 160 nha. Chị nào muốn trắng mình tự trộn á, mà mình kiểu như là mình không có thích trộn á thì mình lấy bộ 4 này về mấy chị xài. Nhưng mà nếu như da của các chị mà đã đủ đủ dưỡng á thì mọi người bỏ Vaseline ra cũng được nha. Mấy chị xài bộ 3 này thôi. Chị nào lấy thì lên đơn nha. Có nghĩa là nó trắng với lại các chị xài kem kem tẩy mặn luôn á nha cả nhà nhớ. Chị nào mà kiểu như là mình thích trắng nhưng mà mình sợ bị xài trúng cọt hoặc là xài trúng bạch ngọc liên tẩy da thì mình mua về mình tự trộn lên nha. Các chị xài cho nó an toàn. Rồi kia dùm em là số 1. Chị nào lấy số 1 thì số 1 nha. Ưng á là mấy chị lên đơn lấy. Còn mà liền dùm em là số 1 nha. Ghi liền 100k, cái này chất cực kỳ mát nha. Mọi người lấy. Cổ cũ là 380k chị bao vào nha. Cổ cũ là em mừng đã trộn sẵn cái dòng nén rồi, buổi tối em xài body lụa với lại cốt đủ. Dạo gần đây em có trộn thêm cái đó thì sao? Bên em ở trộn đơn đơn chiếm lên cho nha. Bữa nay không có nhân viên nha. Chị cử con đơn giúp em nha. Thứ tối thứ 6, một ngày thứ 7 với một ngày chủ nhật là không có nhân viên làm. Chỉ có một mình em mượn với lại vài bé phụ lai lẻ thôi. Số 2 nè, số 250, con này cực kỳ đẹp luôn nha. Các chị lại lên đơn liền nha, chất rất đẹp luôn nè. Chị nào có ưng mấy chị lên đơn nha. Tặng mấy chị 150 cái số 2. Ôi cái set này nó đẹp dữ lắm. Ê cái này còn không? Ôi cái này đẹp chưa đi. Năm mốt chị lớn tuổi chị nào. Tại khi nào tao mới mặc hết đồ tao để con dâu không ạ? Là tụi bay để gái thì để tao cưới con dâu. Rồi lên đơn cầm mình liền giùm em là số 3. Số 3. Rồi có những cái đồ mà bán xong mất tiếc á. Tầm này đẹp quá à. Chị nào lấy thì em mượn tặng mấy chị 180 nha. Ghi giùm em số 3, 180. Tay có cầu vai em nói chị nào mua được con đầm cao cấp này của em là sẽ lời nha. Mấy chị lên đơn lại body Lê Nguyễn Công 250g và 1kg nha. Mãi kêu nha, xài là siêu đỉnh luôn. Cái nào á mà nó gắn cái thương hiệu của em á mọi người phải xài thử nha. Sao đắt mắt lên thế hiểu chứ nha. Tại vì tính em mượn rất là khó. Khi mà em mượn chọn sản phẩm để in thương hiệu của shop, mấy chị phải cân nhắc để xài thử nha. Số 3 cái chị xuống xin nguyện. Chị nào mà kiểu như là thích cái chất kem mà nó tấm nhanh, nó không có bị bết dính và nó trắng hồng tự nhiên á. Dạ em Hồng nói số ký là 56 cân đổ lại dừa. Dạ đâm đen em thì luôn đó chị nhá. Chuyên mở cho mày. Dạ dạ đúng rồi chị Bảo Bảo nha. Buổi tối thì chị xuất tem serum body nha chị. Một hộp body lên Nguyễn trắng da. Ok chị Tuy Nguyễn có. Thủ gì vậy Trường? Ok body lên Nguyễn. Em chưa có hộp này hả? Em lấy thử hộp đi nha Karen Lê. Em mà mua mà xài được một hộp là em dính chị luôn á. Đừng mua nha Karen Lê. Rồi lên đơn comment là số số 4. Số 4 nha, tặng cho mọi người con này là 150. Ôi áo này chất lụa siêu đẹp luôn. 150 nha, chị nào lấy comment liền cho em. Việt Nam cho ta khô chị. Ven tô trắng, đỉnh của chóp nha. Body hay là kem mặt? Body hả? Vậy là body body lụa. Rồi lên đơn nha. Em cảm ơn chị Tươi Nguyễn nha. Xài ngon lắm chị ơi hả? Kem body bố ơi. Kem body nha cô. Body. Chắc chị Hường nghĩ là cưng có rồi đó. Rồi lên đơn comment. Chị nào lấy body lấy đi. Trời ơi lấy đi. Lấy đi rồi dính luôn nha. Ở tớ suốt đời sẽ kiếp luôn á. Không có tách đời ra được. Mời Đăng Minh bọc tương phạt với Trang Thuy nha. À body đi việc không lộ băng kem đây.
hoặc là cái nó cái chim hình loan cỏ chị nhá, hoặc là cái này nếu tích tông da trắng hồng, hoặc cái này nếu như tích da trắng tinh nha, trắng tinh ánh hồng nhẹ luôn. Nói chung là nếu đi tiệc thì mấy chị ưu tiên số 1 mấy chị lựa con này, hàng ngày mấy chị ưu tiên sửa con này, còn buổi tối thì body lụa, còn chị nào mà thích trắng hơn nữa thì có cố cũ nha. À em có hộp lớn, em tự mua hộp nhỏ đi, hộp nhỏ chị dát vàng ở trong mắt Karin lên tổng trường tặng cho cưng hộp xài thử nha. Rồi lên đơn công bán liền cho em với là có. Chị nào lấy cái này chị nghe giang hồ đồn là em lén trường, là em tặng cho nhân viên chị quá nhiều, cho nên là bù lại chị sẽ tặng cho em một hộp này nha, để lấy lại mặt mũi. Rồi lên đơn nha, số chốt cái này đi, comment là số 5 nha. Là kiểu như là thay mặt chị shop để cảm ơn cưng, nó đừng tặng các bé nữa nha. Số này giờ chị mới thấy ông xã chị biết đó. Một ký body Lê Nguyễn hộp nhỏ là chị Kim Lê lấy 4 hộp á. Kính em tập trung cao độ lên nha kính. Hay nhưng mà em ghi rõ trong Như nha, có nghĩa là thay vì một ký kem lấy một hộp, bây giờ chị lấy 4 hộp nhỏ mới để xài thử mới. Tại vì hộp nhỏ là chất kem chị Hường có bỏ giác vàng vô đó. Có nghĩa là em lấy một ký nhưng mà em lấy 4 hộp nhỏ này đúng không? Nhưng mà nếu em lấy 4 hộp nhỏ như thế này chị Hường bớt được có 20.000 à. Tại vì hộp kem này bản thân chị Hường bán đã không lời rồi, đáng lý là bán 290 mà chị Hường tính 260 một hộp thì lấy 4 hộp là bớt được có 20.000, là chị Hường lời cưng một hộp kem có 10.000 thôi nha. Nha, cho nên là tính chị Kim Lê là 4 hộp thì là 240 nhân 4. Còn chị nào mà lấy 5 hộp á, chết phải lộn nữa không ta, 245 mới đủ. Vừa trước tính chị Quỳnh Đang 245 đúng không? 245 mới được nha cục vàng ơi. Rồi, tặng cho chị Karen lên một hộp luôn, là tặng 5 hộp. Các chị lên đơn comment nha, đầm này 100k nha, các chị lên đơn ghi mã số mấy rồi? Số 5 nha, số 5 đầm mà chất ton siêu đẹp nha. Số 6 đầm này em cũng thích, rất là thích mặt luôn nè, chất mát lắm. Rồi 6 cái cơm đó là dừa luôn nha. Chị nào có ưng mấy chị lên đơn comment là số 6. 100 là em tặng cho các chị bận á. Mọi người lưu ý là mọi người ở nhà là cũng phải xin nha, mát lắm. Số 7 nè, 6 mấy cân đổ lại dừa nha. Chị nào có lấy số 7 ghi số 7 cho em, siêu đẹp chứ lắm. Không lấy là tiếc đó. Số 7. Số 8 nè, chị nào lấy số 8 comment số 8. Này bao đi lên Nguyễn nhỏ, cái chị con em lên cỏ luôn nha. Em lấy một củ có vàng, có vàng đó trai, trai thì dũng với trời. Rồi lên đơn làm mà ghi giùm em với là số 8 rồi cha. Số 8 100k. Số 8 100k. Có vàng ở trọng, về đào ra kiếm vàng nha cô. 469 đó, miếng bự luôn nha. Số 10 nè, rồi tặng 100.000 luôn nha. Chị nào có ưng mấy chị lên đơn lấy nha, ghi liền cho em với là có. Đẹp lắm nha. Chị nào có ưng chốt luôn. Số này comment là số 11. Rồi ghi đơn 11 nha mọi người ơi. Ghi đơn 11. Chắc mốt bỏ một cục kim cương cỡ chừng vài chục cara ở trong á cho cô. Thấy cô gì mấy cô đào. Số này comment là số 11 nha. 11 tặng cho mấy chị 90.000 luôn nha. Chị nào có ưng mấy chị lên đơn lấy số 11 90k luôn nha. Mọi người chốt được đơn thì tranh thủ ủng hộ giùm em đi cho nó nhanh. Số 12 nè, cô dễ thương lắm. Em tặng 120 luôn. Số 12 này á, ở quầy sau của nó sẽ là cá bò. Ở quầy sau cá bò như rất là đỉnh luôn nha. Chị nào có ưng mấy chị lên đơn lấy nha. Chốt đi. Số 12 tặng 50.000 lấy đi. Số 14 tặng 50k. Số 14 tặng 50k nha. Đừng có nghĩ 50k để xong các chị nghi ngờ ha. Mọi người mua về bận thật. Tại cái con này em may cái quá tay á, riêng màu trắng em may tới 100 áo luôn. Chị Hương đang lai là tâm mô tuần đầu lai vậy chị nha. Không có mẫu nào từ từ ha đi. Số 14 nó cái chị liền chân cỏ nha. Số 14 lên con nha. Chị nào thích kiểu luôn các bạn. Một mình em mượn tầm khoảng 15 cái áo dạng ngắn như thế này nè, đủ kiểu luôn. Em mượn thích mặc á, mặc nó rất là trẻ. Số 15 50.000 áo này siêu 14.
còn không? Còn gì? Còn đúng hai cái nha, tại nhà mình lấy chị lên đơn à. Em mượn áo, em mượn đặt là mấy chị phải đợi tầm khoảng 4-5 ngày. Nó ở xa chứ không phải ở gần đó. Số đẹp lắm luôn. Chị có thể thay thế bằng những con áo sơ mi trắng khác cũng được chị nha. Số này comment là số 15, em tặng 100.000 luôn vậy, rất là đẹp. Chị nào có ưng mấy chị lấy nha, 52-54 cân. 52 cân đó là vừa nha. Số 15 ok chị Nguyễn Trang. Em tặng 100k thôi, chị nào có ưng mấy chị lấy. Số 15 lên hiện luôn nha. Số 16 em tặng 100.000 luôn nè. Số 16 tặng 100 nha. Chị nào 16 ghi 16 tặng 100k rất là đẹp nha. Chị nào có ưng là lên đơn lấy cho em luôn. Số 17. À chị Hương mặc order chị Hiên Ngọc. Mấy chị order đi rồi vội vội em tính sát giá em lời mấy chị tầm 10.000. Cái tiền ship ngoài đó vô thôi. Tại vì cái áo này em đã lỡ sale rồi bây giờ. Mấy chị lấy là em sẽ vô em tính giá vốn cho mọi người. Và em sẽ cộng thêm 10.000 tiền phí, 8.000 tiền phí gì ở ngoài hả? À bảo cảm em mang số 14, 50k chị Nguyễn Trang nha. Áo này em giặt nhiều áo luôn mà nó vẫn đẹp. Không, cái chị Nguyễn Trang. Vậy số 15 em coi nha. Em còn đi chơi em cũng toàn mặc mấy áo này không. Cho mấy chị coi gì vậy. Sao cái chị Nguyễn Trang có cả 50 chị nha. Đi chơi em cũng gần như là em cũng toàn mặc áo này không. Đi chơi em cũng toàn khác em cũng toàn khoác mấy áo trắng này áo ba lỗ không à, như có cái hình đó là em dễ kiếm thôi, còn mấy anh chim kiếm được. Số này cầm mình là số đang mặc là 310k chị băng băng nha, mấy chị hơn đó là giúp em thôi, tính cho mấy chị 290 nha. Tính 290 nếu như vô mà nó còn rẻ hơn nữa thì em sẽ tặng để tối nha em. Dạ bộ em nói chị ơi áo này lâu rồi chị sale cho em được không? Nếu như người ta ok là thì em sẽ tính cái giá sale cho mọi người là 250 ha. Còn không thì 290 hoặc là gì đó ai biết đâu mấy chị ơi. Em giờ em còn không nhớ áo em mặc nhiều tiền nữa. Số này comment là số 17. Số 17 tặng mấy chị 180. Nhưng mà là siêu đẹp luôn nha. Chị nào lấy thì lên đơn nha. Số 18 150 luôn. Con này rất là dễ thương như thế này nè, các chị phải lấy nha, đẹp dữ lắm. Chị nào có ưng mấy chị lên đơn mọi người chốt nghe nha, cao cấp 60 cân đối lại dừa 150k. Kim Lê lấy cho trường đi dạy đẹp dữ lắm luôn. Hàng rất là xịn đó. Đây áo này giống em bừng bận. Mấy chị không lấy chắc em lấy màu đen ở ngoài rất là đẹp. Màu đen ở ngoài rất là đẹp luôn. Tầng 250 cầm băng nha, y chang em mặc luôn. Mà màu đen. Ở trong mấy chị có thể mặc một con áo ba lỗ màu trắng là xuất sắc luôn. Vải như trang, vải đẹp. Hàng xịn 250 nha. Các chị lấy thì lên đơn. Này đi chơi mấy chị mặc cái quần suông màu trắng nha, mặc thêm cái bà ra ở trong xăng. Số 18 ok chị Thi Quỳ. Số này mấy đây ta? 20.2 đi nha. 20 còn 2 cái là tặng 120 thôi. 20 nha, tặng 120k thôi. Chị nào lấy 20 ghi 20 nha, 120 đẹp lắm. Sơ mi lụa đá hàng cao cấp. À, cái 250 ok cho anh Ngân Vĩ. Trời em một chút mình cho anh Ngân Vĩ nha, áo đó rất là đẹp. Rồi lên đơn comment liền giúp em nha. Số 20 ok cho Thanh Ngọc. Chân số váy. 20 là em có luôn nha. Chân váy là 300 á, em có được màu lợt chứ lại màu đậm nha. Màu đậm SM và màu lợt là ML nha mấy chế nha. Có được co giãn mặc rất là dễ chịu. Chị nào lấy con này em tặng cho mấy chị 100.000. Mấy chị comment là số 1 à. Số 1 này là hàng của nhạc TI đó mọi người. Eo của các chị tầm khoảng 72 vừa nha. Siêu đẹp luôn nha. Chị nào có ưng mấy chị lên đơn lấy. Rất là đẹp xịn nha. Chị nào lấy thì mấy chị chốt được đơn là ghi liền trên vùng là ghi số 1 100.000. 52 cân đối lại các chị bận được nha, ghi liền đơn cho em với là có nha. Số 2 nè. Số 2 đừng bỏ lỡ con áo này nha mấy chế nha, dễ thương cực kỳ luôn á. Và mấy chị mặc ở trong á, xong mấy chị khoác nhẹ ở ngoài cũng được. Ôm suông hay là sao chị Thanh? À cái 250 lên hiện luôn rồi. Dạ đồ này lẻ có một cái à các chế. Cái này 180. Cái này 180 nha, 180 siêu đẹp luôn. Đừng bỏ lỡ con này nha, con này các chị tầm khoảng chị tầm khoảng 56 cân đổi lại mấy chị bận được, có chức co diện.
lấy đi mọi người. 180 ống nhỏ mà rắc bụi hả chứ, chín tấc hả, xây lờ hả. Rồi lên đơn cầm bánh liền ấm in cái giấy đưa trong đi thì coi cầm cái nào. Số này cầm bánh là số 1. Ủa số mấy? Số 3 90k size S. Số 3 90k size S nha. Số 3 90k size S nha, cực kỳ đẹp luôn. Chị nào có lấy số 3 kia số 3. Số 4 là 150 luôn. Số 4 là siêu cấp nha cả nhà ơi. Số 450 này các chị của em bận đi. Này mà lên chứ. Do là máy like của em, nhà em á, mà đứng like mà mặc màu đen là nó sẽ bị trả đồ. Cho nên là các chị của em mà diện được con quần xung trắng mặc con này. Con này hàng em 300 lượng nha. Hàng 150 do còn một cái. Số 4 nó kêu chị Kim Thoa Bùi. Em mừng chúc mừng chị Kim Thoa Bùi. Vậy chị coi giá dùm em với nha chị.